Lời Đạo Sư. Giáo huấn khẩu truyền của Đức Bổn Sư Hunka Rinpoche. Chense Rinzin Hunka Dorje. Việt dịch: Hiếu Thiện. Nhà xuất bản Tôn giáo, năm 2015. Gửi những tấm lòng. Nguyện con luôn thấy được tất cả việc Thầy làm đều nhiệm màu trong sáng, gọi Thầy từ chốn xa. Cuốn sách Lời Đạo Sư, quyển 1, là tuyển tập các bài giảng của Ngài Hunka Dorje Rinpoche tại Việt Nam năm 2011-2012 và một số bức thư Ngài gửi đệ tử từ năm 2009. Đức Tôn Quý Chense Rinzin Hunka Dorje là hóa thân chuyển thế của Tô Chense, đạo sư vĩ đại của Tây Tạng, tổ của dòng Lonchen Nhiên Thiết. Ở Tây Tạng, Ngài được tôn vinh là hiện thân của Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Những năm qua, nhóm Ấn Tống và nay là quỹ Santok Panri, Santok Panri Foundation, đã gửi tới các bạn nhiều bản ghi chép các bài giảng của Ngài Hunka Dorje Rinpoche tại Việt Nam và một số nơi khác trên thế giới như Mỹ, Canada, Nga, vân vân. Nhiều bạn đạo đã bày tỏ tấm lòng trân quý, khát khao đối với những lời dạy giản dị nhưng sâu sắc, đi thẳng vào lòng người của Ngài. Vì ân tình ấy của các bạn mà người góp nhặt cảm thấy mình có lỗi nhiều về sự chậm trễ trong việc cho ra đời cuốn sách này. Việc ghi chép lại lời dạy của Rinpoche bằng tiếng Anh và dịch Việt, biên tập, thiết kế mỹ thuật, làm chế bản dưới sự hướng dẫn của Ngài để thành sách là công việc đòi hỏi phải rất công phu, cẩn thận, tốn nhiều thời gian, công sức. Đây là một trong những lý do khiến việc hoàn thành tập sách bị chậm. Lời nói của Rinpoche thường nhẹ nhàng nhưng hàm súc đa nghĩa, mà ngữ nghĩa lại thường nương theo văn cảnh. Thiếu đi văn cảnh của pháp hội đạo tràng thì việc chuyển tải những nghĩa hàm chứa đôi khi rất khó khăn. Rinpoche đã có lần trích lời nói của Nelson Mandela: nếu một người nói với một người khác bằng ngoại ngữ thì lời nói chỉ động tới khối óc, nhưng nếu người ấy nói với người kia bằng tiếng mẹ đẻ thì lời nói sẽ động tới con tim. Mong ước của người góp nhặt là tuy Rinpoche không trực tiếp nói với chúng ta bằng tiếng Việt, nhưng lời của Ngài vẫn thấm sâu vào con tim người đọc, chứ không chỉ dừng nơi khối óc. Quỹ Santok Panri rất mong sẽ có đủ duyên lành để gửi tới bạn đọc mỗi năm một cuốn trong series sách Lời Đạo Sư. Cuốn sách này là quyển 1. Do đây là cuốn sách đầu tay, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong quý bạn đạo gần xa lượng thứ và chân tình góp ý để chỉnh sửa cho các lần tái bản sau và những cuốn sách sau của series được hoàn thiện hơn. Quỹ Santok Panri và người góp nhặt cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chư tăng ni, quý Phật tử và các bạn đạo gần xa đã hết lòng ủng hộ giúp đỡ cho công việc ghi âm, ghi hình, chép bài giảng, dịch và làm chế bản, in ấn, vân vân để có thể ra đời được cuốn sách này. Xin tùy hỷ công đức tất cả. Nguyện cầu từ tập sách nhỏ này sẽ bắt đầu muôn vàn hội ngộ các tường. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia trì gia hộ. Cẩn bút người góp nhặt. Hunka Dorje Rinpoche. Đức Tôn Quý Chense Rinzin Hunka Dorje là bậc hóa thân chuyển thế của Tô Chense, đạo sư vĩ đại của Tây Tạng, tổ của dòng Lonchen Nhiên Thiết Đại Viên Mãn, cổ mật.
Ở Tây Tạng, Ngài được tôn vinh là hiện thân của đại trí Văn Thù Sư Lợi. Hunka Dorje Rinpoche sinh năm 1967 tại xứ Golok, Tây Tạng, trong một dòng họ của những đại thành tựu giả. Năm 1989, Ngài tới tu viện Prepun thuộc Gelugpa theo tiếng gọi thiêng liêng của lời nguyện tiền kiếp, làm một đạo sư Phật giáo Rime Bất Bộ Phái. Năm 1991, Ngài vượt rặng Himalaya sang Ấn Độ và khổ tu tại thánh địa Varanasi. Năm 1994, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài được chính thức đăng quang là hóa thân của Dzogchenpa và Jigme Lingpa. Nhân dịp này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết lời cầu nguyện trường thọ Đức Hunka Dorje tôn quý, tôn vinh sứ mệnh tiếp nối dòng vàng lịch đại tổ sư Longche Nhiên Thiết Đại Chiên Mãn của Đức Hunka Dorje tôn quý và tiên tri những thành tựu lỗi lạc trong đời này của Ngài. Năm 2000, Rinpoche chính thức trở thành lãnh đạo bậc tâm linh tối cao thứ 10 của tu viện Luôn Ngon. Sứ mệnh được trao truyền từ thân phụ Ngài, Khai Mật Tạng Đại Pháp Vương Kusum Lingpa. Tu viện Luôn Ngon được thành lập bởi tiền thân của Rinpoche là tổ Dzogchenpa, với sứ mệnh trì giữ và phát triển dòng pháp Longche Nhiên Thiết của Dzogchen. Hiện nay, tu viện là một trong những trụ xứ lớn của Phật giáo Tây Tạng, nơi có gần nghìn tăng ni, hành giả yogi, học viên học viện Phật Pháp vân vân tu học. Tu viện nổi tiếng với Đại Bảo Tháp Hòa Bình, một trong những đại bảo tháp lớn nhất thế giới. Học viện Phật Pháp Chorik Loplin, ni viện đầu tiên trong lịch sử Golok, vân vân. Mỗi năm, hàng chục vạn tăng ni Phật tử khắp mọi nơi đổ về đây thọ nhận giáo lý và tu học. Với đại nguyện Hoằng Dương Chánh Pháp của chư Như Lai, Ngài tổ chức sưu tập, dịch thuật, biên tập, in ấn, xuất bản vân vân toàn bộ giáo lý và lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một dự án lớn với sự tham gia của nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trên thế giới. Để bảo tồn và truyền bá nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng độc nhất vô nhị, Ngài sáng lập và làm chủ tịch quỹ Jesa Sepen xây dựng trung tâm nghiên cứu Manju, xây dựng trường giáo dục truyền thống và hiện đại Tây Tạng, vân vân. Rinpoche nói, vào thời xưa ở Golok không có ni viện và Ngài không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ nói chung và ni sư nói riêng không được tôn trọng. Vì vậy, Ngài đã thành lập ni viện đầu tiên tại Golok. Giáo huấn của Rinpoche luôn lấy tình thương làm cốt tủy. Ngài dạy cần phải từ bi, không chỉ đối với con người mà cả đối với con vật. Ngài cổ vũ việc ăn chay, giáo dục đạo đức không sát sinh, hòa bình và hòa hợp. Năm 2005, Rinpoche bắt đầu truyền dạy Phật Pháp tại đất Mỹ. Từ đó, sự nghiệp Hoằng Pháp Độ Sinh của Ngài trải rộng ra nhiều nơi trên thế giới: Mexico, Canada, Úc, Nga, vân vân. Đặc biệt, Rinpoche có kết nối duyên nghiệp rất sâu dày với đất nước và con người Việt Nam. Năm 2009, tại một hòn đảo nhỏ cô tịch ở Nha Trang, Ngài đã viết lời cầu nguyện Phật Mẫu Hồng Tara, Xích Lôi Câu. Với oai lực của bậc thầy chứng ngộ, Ngài đã giúp nhiều người chân bình thường hoặc hành giả ẩn tu trong núi vượt qua những chướng nạn khủng khiếp. Từ đó tới nay, uy danh của Rinpoche ngày một lớn. Ở những nơi Rinpoche tới, mưa pháp của Ngài đã thấm khắp: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Sủi, chùa Báo Ân, chùa Thiên Khánh, chùa Phổ Quang, chùa Từ Quang, chùa Lâm Huê, vân vân. Năm ngoái, nhận lời mời chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ngài đã tham dự đại lễ Vê Sắc
2014. Giáo huấn của Rinpoche luôn hướng tới hòa bình và hòa hợp toàn nhân loại. Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là tấm gương lớn về tinh thần hòa hợp đối với tất cả các truyền thống tôn giáo trên thế giới. Soạn bởi Hiếu Thiện, Losawa, Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015. 2011. Việt Nam. Bài giảng ngày 12 tháng 10 năm 2011. Hiển và mật. Người tu phải kết hợp được cả hai truyền thống hiển và mật. Việt Nam là một đất nước có truyền thống Phật giáo lâu đời, cho nên người Việt Nam cũng đã quen với giáo lý Phật Đà từ rất lâu. Đây chính là nền tảng tốt đẹp để chúng ta có thể phát triển lên tiếp nữa. Trong đạo Phật có nhiều thừa, nhiều dòng phái khác nhau. Kim Cương Thừa Tây Tạng là một trong các thừa của Phật giáo. Kim Cương Thừa Tây Tạng tới Việt Nam mới được ít năm nay, vì vậy vẫn còn rất mới mẻ với người Việt Nam. Xét theo xuất xứ, về căn bản, đạo Phật Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Hoa. Đạo Phật tới Trung Quốc khoảng 400 năm trước khi tới Tây Tạng. Sự khác nhau giữa đạo Phật ở Trung Hoa và đạo Phật Tây Tạng chủ yếu ở chỗ, đạo Phật ở Trung Hoa về căn bản là hiển giáo, còn ở Tây Tạng là mật giáo. Vì vậy, các Phật tử Trung Hoa có kiến thức về hiển giáo là căn bản, chứ không phải kiến thức về mật giáo. Người tu mật trước hết phải nghiên cứu giáo lý hiển thật sâu sắc và đầy đủ. Trong Phật giáo Tây Tạng cũng có hiển giáo. Hiển giáo ở Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam hay bất kỳ một nơi nào khác đều giống nhau. Còn ở Tây Tạng, phần mật giáo rất độc đáo, khác biệt hẳn. Ở Tây Tạng có sự hòa trộn, hợp nhất giữa hai truyền thống hiển và mật. Trong truyền thống mật giáo của Tây Tạng có những nét đặc thù của pháp tu, chẳng hạn như pháp quán tưởng bổn tôn, trì chú. Kim Cương Thừa có khởi nguồn từ Ấn Độ và xuất hiện trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó, Mật Tông được truyền sang Tây Tạng và một số nước khác. Ở Trung Quốc, Mật Tông được truyền vào Đời Đường. Ở Nhật Bản hay một số nước châu Á khác cũng có Mật Tông. Riêng ở Việt Nam thì thầy không dám chắc rằng có Mật Tông hay không. Trong truyền thống hiển giáo, chủ yếu hành giả phải tu tập để phát triển tâm bồ đề. Nuôi dưỡng tâm bồ đề cũng là điều chính yếu đối với người tu mật thừa. Không tu tập để phát được tâm bồ đề thì không có cách nào để bước chân thật sự vào con đường của Kim Cang Thừa. Vì vậy, cả hai truyền thống của Đại Thừa với mục đích chung là phát tâm bồ đề đều hòa quyện với nhau, thống nhất với nhau. Kẻ chân tu phải kết hợp được cả hai truyền thống đó. Một người phát nguyện tu tập theo Kim Cang Thừa biết điều này, tức là người tu phải kết hợp cả hai truyền thống hiển và mật. Hiển và mật phải hợp nhất. Ngày nay, mọi người trên thế giới đều biết rằng Phật giáo Tây Tạng về căn bản là mật tông. Vì thế, có nhiều người hình dung rằng các đạo sư Tây Tạng giống như là các vị hành giả yogi, những cư sĩ hay đại loại như vậy. Nhưng thật ra, đạo Phật Tây Tạng về căn bản lấy truyền thống hiển giáo làm nền tảng, đặc biệt là truyền thống giới luật của hiển giáo. Nền tảng để xây dựng tu viện, lý do và cơ sở quan trọng để duy trì tu viện chính là giới thanh tịnh. Tất cả các tu viện ở Tây Tạng đều xây dựng theo nguyên tắc đó. Nền tảng để xây dựng tu viện
lý do và cơ sở quan trọng để duy trì tu viện chính là giới thanh tịnh. Một vị tu sĩ, dù là tăng hay ni, đều phải giữ giới nghiêm mật, phải có hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về giới luật, phải hiểu giới là gì và tại sao phải giữ giới luật. Nếu không có giới luật thì không thể có tu viện, không thể có được người tu hành. Các quý vị là người tu rất cần phải biết điều đó, phải hiểu điều này. Chỉ như vậy chúng ta mới có được chung một nền tảng căn bản thống nhất trong Phật giáo. Trong các tu viện ở Tây Tạng, những người tu nghiên cứu chủ yếu là hiển giáo, nhiều hơn là nghiên cứu về mật. Chẳng hạn, các vị sư trẻ khi muốn nghiên cứu giáo lý thì phải học qua tất cả các môn học căn bản của hiển giáo như logic học, ba la mật, trung quán, giới luật, vân vân. Vậy một người tu mật trước hết phải nghiên cứu giáo lý hiển thật sâu sắc và đầy đủ trước khi bước vào nghiên cứu giáo lý mật. Đây là một nguyên tắc căn bản của Kim Cang Thừa Tây Tạng. Ở Tây Tạng, người tu được dạy cả ba loại giới luật, gồm biệt giải thoát giới, Bồ Tát giới và mật giới. Truyền thống mật giáo Tây Tạng cho phép người tu cùng một lúc có thể thọ và giữ cả ba loại giới luật đó. Trước hết, một hành giả phải biết biệt giải thoát giới. Gốc của biệt giải thoát giới chính là ngũ giới. Trên nền tảng của biệt giải thoát giới, người tu xây dựng Bồ Tát giới, phát nguyện tu tập để trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Rồi trên nền tảng của biệt giải thoát giới và Bồ Tát giới, người tu nhận quán đảnh, nhận giáo huấn để tu pháp quán tưởng bổn tôn, tu các nghi quỷ, chân chân. Về căn bản, tinh túy của mật giới kết lại ở một chữ tri kiến thanh tịnh. Tức là, theo Kim Cang Thừa, bản tánh của mọi hiện tượng trong pháp giới, của vạn pháp là thanh tịnh. Tính thanh tịnh của vạn pháp luôn luôn có mặt ở đó, từ vô thỉ. Lý do tại sao chúng ta không nhìn thấy được bản tánh thanh tịnh đó là vì chúng ta có chấp ngã, có nhiễm ô, có tham sân si, vân vân. Những thứ đó che mờ, ngăn cản không cho chúng ta nhìn thấy được chân tánh của vạn pháp. Vậy, khi một hành giả phát nguyện tu tập theo truyền thống Kim Cương Thừa, thọ giới của Kim Cương Thừa, thì hành giả đó phải luôn nỗ lực hành trì để đạt tới tri kiến thanh tịnh. Như Thầy đã nói ở phần trước, trên thế giới, người ta hiểu Phật giáo Tây Tạng là Kim Cương Thừa, và một số người có cách nghĩ sai lạc rằng đạo sư có nghĩa là yogi. Chúng ta nên phân biệt rõ hai khái niệm yogi và tu sĩ. Yogi không phải là tu sĩ, và tu sĩ không thể là yogi. Trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng có yêu cầu rất cao, rất nghiêm ngặt về việc các bậc đạo sư nắm giữ dòng phái phải là một vị tỳ kheo. Đạo Phật Tây Tạng yêu cầu rất cao về vấn đề này. Chính vì vậy ở Tây Tạng, mặc dù dân số rất nhỏ, nhưng vẫn có nhiều vị sư tốt, tức là những vị tăng ni giữ giới trong sạch. Phần lớn các vị đạo sư ở Tây Tạng đều giữ giới tỳ kheo và không có gia đình. Họ phải giữ giới nguyện thật thanh tịnh, và đây là điều quan trọng bậc nhất. Ở các nơi khác nhau tại Tây Tạng cũng có các vị yogi và một số vị đạo sư vĩ đại là yogi, nhưng các vị đạo sư là tu sĩ nhiều hơn so với các vị đạo sư là yogi. Zopa Chenpo và dòng truyền thừa. Tri kiến của Zopa Chenpo là tri kiến tối thượng. Phật giáo Tây Tạng có hai dòng phái lớn, gồm cổ mật và tân mật. Đó là cách phân chia theo truyền thống mật thừa, chứ không phải theo hiển giáo. Theo truyền thống Kim Cang Thừa Tây Tạng, thì phái cổ mật là Nyingmapa, và truyền thống tân mật là Tân Kadampa. Thời kỳ của vị vua Phật
Trishon Desen, Tổ Liên Hoa Sanh cùng nhiều vị đại học giả của Ấn Độ đã được mời tới Tây Tạng để dịch các kinh sách Phật giáo, trong đó có kinh sách của Kim Cương Thừa. Từ đó xuất hiện dòng phái Nyingmapa. Tiếp sau đó là thời Tân Dịch. Trong thời kỳ này, các dịch giả cũng có dịch rất nhiều kinh sách, chủ yếu là mật điển, từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng. Ví dụ như Kala Chakra, tức bánh xe thời gian. Truyền thống Tân Dịch có các dòng phái lớn là Sachapa, Kachupa, Gelupa. Còn truyền thống Cựu Dịch thì gắn liền với Nyingmapa. Dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thiết thuộc về truyền thống Nyingmapa. Do chúng ta thuộc dòng cổ mật nên vị đạo sư chính của chúng ta là Đức Guru Rinpoche. Giáo lý Longchen Nhiên Thiết là phục điển được chôn cất bởi Đức Guru Rinpoche và được khai mật tạng chương Jigme Lingpa khai mở. Theo tri kiến của dòng Nyingmapa, trong tất cả các tri kiến của Phật giáo, thì tri kiến của Zopa Chenpo Đại Viên Mãn là tối thượng. Zopa Chenpo, tức Dzogchen, là đạo giải thoát tối thượng. Theo dòng cổ mật, thì tri kiến của Zopa Chenpo là tri kiến tối thượng, tri kiến quan trọng nhất có thể có được trên cõi đời này. Thành tựu cao nhất, thành tựu tối thượng của hành giả Dzogchen là đạt tới thân cầu vồng. Trong truyền thống Dzogchen có nhiều vị đại đạo sư. Trong tất cả các vị tổ của dòng Dzogchen Đại Viên Mãn, thì những vị vĩ đại nhất phải kể đến là Đức Guru Rinpoche, Varojana, Longchenpa. Đây là những vị thầy quan trọng nhất trong lịch sử của dòng cổ mật. Lý do tại sao các bậc thầy đều dạy rằng Dzogchen là thừa cao nhất, thừa tối thượng của Phật giáo. Trong các truyền thống khác của Phật giáo, ví dụ như trong các dòng phái khác của mật thừa, cũng có những pháp tu, những chứng ngộ rất cao. Tuy nhiên, hành giả ở những truyền thống khác không thể đạt được chứng ngộ cao tới mức mà hành giả Dzogchen có thể đạt được. Khi tu theo các truyền thống khác, hành giả có thể đạt tới thành tựu tối thượng chỉ sau khi chết. Tức là họ vẫn phải đợi tới khi chết. Trong thân trung ấm thì mới có thể đạt tới chứng ngộ tối cao. Nhưng một hành giả Dzogchen thì không phải đợi tới khi chết, tức là không phải đợi tới giai đoạn thân trung ấm. Họ có thể đạt được thành tựu viên mãn ngay trong cuộc đời này, tức là thân, khẩu, ý tan hoàn toàn thành ánh sáng và hành giả đạt thân cầu vồng. Chữ đầu tiên trong cuốn Ngontro là chữ Dzogchen. Chữ Dzogchen có hai thành tố là Dzog và Chen. Chữ Dzog tiếng Tây Tạng có nghĩa là viên mãn, toàn thiện. Chữ Chen tiếng Tây Tạng có nghĩa là đại, vô biên. Thế nào có nghĩa là Dzog? Thế nào có nghĩa là Chen? Viên mãn, cái gì viên mãn? Dạng pháp trong luân hồi và niết bàn vốn tự chúng trong chân tánh là viên mãn. Dzogchen là như vậy. Trong chân tâm bản tánh của mỗi chúng sinh, dạng pháp vốn là viên mãn. Đó là Zopa Chenpo đại viên mãn. Tinh túy của mật giới kết lại ở một chữ tri kiến thanh tịnh. Dạng pháp vốn là viên mãn, thanh tịnh trong thực tánh của chúng. Điều này có ý nghĩa gì? Nếu ta chứng được chân tâm, thì có thể nhận thấy tất cả dạng pháp và chân tánh của chúng. Và nếu trụ được trong tánh, thì trong cảnh giới đó, ta có thể phát triển trí huệ thù thắng. Khi hành giả trụ được trong cảnh giới đó, thì vô minh, che chướng, bám chấp trong tâm sẽ bị đoạn diệt. Điều này có ý nghĩa thực tế rất lớn lao, vì đây là con đường để hành giả có thể nhanh chóng đạt tới thành tựu cao nhất. Dòng truyền thừa Longchen Nhiên Thích được các bậc tổ sư của phái cổ mật truyền dạy, đặc biệt nhất là Ngài
Longchen Rabcham. Chữ Longchen Nhiên Thiết được lấy từ tên của tổ sư. Trong các vị đạo sư vĩ đại của dòng Zogpa Chenpo, thì Longchen Rabcham là một trong những vị đã đạt được chứng ngộ cao nhất của Zogpa Chenpo, tức là đạt thân cầu vồng ngay trong cuộc đời này. Các giáo huấn vĩ đại của Đức Longchenpa để lại rất đồ sộ, nhưng tinh yếu của các giáo huấn này vẫn là giáo huấn Zogpa Chenpo, đó là giáo lý Longchen Nhiên Thiết. Trong chữ Longchen Nhiên Thiết, thì chữ Nhiên Thiết trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là giọt tinh, tâm yếu. Đức Longchen Rabcham là một người lao động rất cần cù. Ngài tu tập rất tinh cần. Ngài đã dành toàn bộ thời gian, công sức của đời mình cho việc học giáo lý và ẩn tu. Lúc đầu, Ngài nghiên cứu tất cả kinh sách Đức Phật truyền dạy và trở thành một vị học giả vĩ đại. Sau đó, Ngài phát tâm ly gia xuất thế, trở thành một hành giả và tới Kangri Thoka. Ở Kangri Thoka, Ngài sống một mình trong một hang động và ẩn tu suốt đời. Ngài tu pháp Zogpa Chenpo và đạt được chứng ngộ viên mãn. Cũng trong thời gian ở hang động, Ngài đã để lại nhiều giáo huấn về Dzogchen. Trong tất cả các kinh sách mà Đức Longchenpa để lại, thì tập Bảy Kho Báu là giáo huấn quan trọng nhất của dòng Dzogchen. Có thể nói, cuốn Bảy Kho Báu là giáo huấn quan trọng nhất về Dzogchen mà chúng ta có thể tìm thấy được trên cõi đời này. Đức Longchenpa vĩ đại là một cất sĩ sống suốt cuộc đời mình trong hang động và tu trì, hoàn toàn không vướng vào những mối bận tâm thế tục. Đó là một chút chuyện kể về Ngài. Khoảng chừng 3-400 năm sau khi Longchenpa viên tịch, thì tổ Jigme Lingpa, tức hóa thân của Longchenpa, ra đời. Đức Jigme Lingpa có nhiều linh kiến, trong đó 3 lần Ngài có linh kiến về tổ Longchenpa. Tổ Jigme Lingpa trong những lần đó đã trực tiếp nhận giáo huấn từ tổ Longchenpa. Ngài cũng có những linh kiến về Vimalamitra, một trong những vị sư tổ của dòng Dzogchen. Đức Vimalamitra đã đạt được chứng ngộ cao nhất của Zogpa Chenpo. Ngài đã đắc thân cầu vồng ngay trong chính cuộc đời. Tổ Jigme Lingpa đã nhận được nhiều giáo huấn trao truyền từ Vimalamitra. Phần chính của nghi quỹ mà chúng ta đang có trong tay được tổ Jigme Lingpa viết ra. Giáo lý Longchen Nhiên Thiết là một phục điển được tổ sư Jigme Lingpa khai mở. Lý do chính, mục đích chính tổ Jigme Lingpa viết ra mật điển Longchen Nhiên Thiết là để hành giả tu tập và đạt tới giác ngộ tối thượng Zogpa Chenpo. Hành giả tu Ngon Tro phải thực hiện 2 công việc. Thứ nhất là tịnh hóa nghiệp và thứ hai là tích lũy công đức. Chữ Ngon Tro có nghĩa là dự bị hay chuẩn bị. Như vậy, pháp Ngon Tro là pháp dự bị hay pháp chuẩn bị. Tại sao lại nói là chuẩn bị? Chuẩn bị ở đây là chuẩn bị cho đại viên mãn, chuẩn bị cho sự chứng ngộ của đại viên mãn. Pháp Ngon Tro có ý nghĩa tác dụng như thế nào? Câu trả lời là, hành giả tu Ngon Tro phải thực hiện 2 công việc. Thứ nhất là tịnh hóa nghiệp và thứ hai là tích lũy công đức. Tại sao phải tịnh hóa nghiệp và tích lũy công đức? Bởi nếu chúng ta muốn đạt được thành tựu ở những giai đoạn tu tập tiếp theo, thì trước hết chúng ta phải tạo nhân và duyên chính yếu, không thể thiếu được. Nếu không thì chúng ta sẽ không đạt được những kết quả mong muốn. Chính vì vậy, trong giai đoạn tu tập pháp tu Ngon Tro, hành giả phải tạo ra được những điều kiện tiên quyết để có thể đạt được những chứng ngộ cao hơn về sau.